Các bạn thân mến, Tiểu thuyết kinh điển xin trân trọng kính chào các bạn. Kênh được hình thành với mong muốn của người đọc là được diễn đọc lại các tác phẩm văn học kinh điển trên thế giới và trên đất nước Việt Nam. Xin mời các bạn ghé thăm kênh để cùng đón nghe các tuyệt tác văn học trong và ngoài nước. Chúng tôi xin tri ân những ủng hộ và góp ý của các bạn để chương trình đọc truyện ngày một hay hơn, ý nghĩa hơn. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả gần xa. Các bạn và các em thân mến, tiểu thuyết kinh điển xin được giới thiệu đến các bạn và các em một tác phẩm văn học kinh điển của nhà văn Scotland, Kenneth Graham, được sáng tác cách đây hơn 100 năm. Để nói về cuốn sách này, cựu Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt đã viết: "Tôi đã đọc đi đọc lại và phải thừa nhận rằng những nhân vật trong cuốn sách này đã trở thành những người bạn thân thiết của mình." Xin mời các bạn và các em cùng đón nghe tác phẩm Gió đùa trong liễu, tác giả Kenneth Graham, được dịch bởi Nguyễn Thị Cẩm Linh, người đọc Phượng Đinh. Chương 1: Bờ sông. Chuột chũi hì hụi suốt buổi sáng dọn dẹp căn nhà nhỏ đón mùa xuân. Đầu tiên là chổi, rẽ lau, rồi nó trèo lên ghế và thang để quét một lớp vôi trắng lên tường. Chuột chũi lùi cùi mãi cho đến khi bụi bay hết cả vào mắt và tận cổ họng. Những vệt vôi trắng dính đầy người, còn lưng đau nhừ và hai cánh tay mỏi rã rời. Mùa xuân đang đến. Từ bầu trời trên cao kia, từ đất dưới chân và ở xung quanh nó, tâm hồn mùa xuân thanh cao, chẳng hài lòng thấy cái hang nhỏ của nó cứ tối tăm và tồi tàn mãi nên ùa cả vào đó, hòng đem đến những điều mới mẻ. Chuột chũi sững lại trầm trồ mất một lúc, rồi đột nhiên nó quăng cây chổi sơn xuống sàn và thốt lên: "Úi chà, ở đâu ra mà lắm việc thế nhỉ? Thôi, cứ mặc kệ đấy đã." Nó ù té, lao ra khỏi nhà, thậm chí còn chẳng kịp mặc thêm áo khoác. Cái gì đó trên cao kia đang một bậc réo gọi nó. Chuột chũi bò theo cái ngách nhỏ mấp mô, thông giữa hang nó và con đường rải sỏi, nơi những con vật sống gần mặt trời và bầu khí quyển hơn chũi vẫn thường đi lại. Nó hết cào lại bới, hết bới lại cào, đôi vuốt bé nhỏ liên tục làm việc và nó luôn mồm lẩm bẩm: "Đi lên nào, đi lên nào." Và cuối cùng thì bụp, ánh mặt trời chiếu vào mũi nó, chuột chũi lăn tròn trên thảm cỏ ấm mềm trải ra mênh mông. Nó tự nhủ: "Tuyệt, tuyệt thật, thế này thú hơn loay hoay quét vôi nhiều." Ánh nắng ấm áp bao bọc lớp lông chuột chũi và làn gió nhẹ thổi mát vầng trán nóng hổi của nó. Chuột chũi đã sống tách biệt dưới mặt đất một thời gian dài, nên giờ đây bài hát thánh thót chim chóc đang hạnh phúc reo ca rồi vào đôi tai đờ đẫn của nó nghe mới mẻ lạ lùng. Chuột chũi nhảy cẫng lên vì niềm vui được sống và khoan khoái tận hưởng mùa xuân mà chẳng phải lau dọn gì sức. Nó chạy một mặt qua đồng cỏ cho tới tận hàng dầu ngăn với một khu khác. Có một con thỏ già đứng trước lỗ thủng trên bờ dầu. Nó nói: "Đứng lại, bỏ 6 xu ra thì được quyền đi qua lối đi riêng của ta." Ngay lập tức, thỏ bị anh chàng chuột chũi nôn nóng và xem chừng hơi thiếu lễ độ, xô ngã. Chuột lon ton chạy dọc theo bờ dầu, không ngớt trêu chọc những chú thỏ vội lén nhìn qua cửa hang xem có chuyện gì huyên náo thế. Tất thảy đều quá tuyệt vời đến mức chuột chũi không dám tin là thật nữa. Nó lăng xăng chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia, qua các đồng cỏ, dọc theo những hàng dầu và qua các bụi cây. Đâu đâu cũng thấy chim chóc làm tổ, hoa trổ nụ và lá non đâm lên xanh mướt. Tất thảy đều tươi vui, đương độ sinh sôi và đầy sức sống. Thay vì bị lương tâm không thanh thản cắn rứt và liên tục nhắc nhở quét vôi đi, chuột chũi thích chí được làm kẻ nhàn nhã duy nhất trong khi cả thiên hạ đang bận rộn.
Xét cho cùng, cái lý thú duy nhất của một ngày nghỉ không hẳn chỉ là đụng đỉnh rong chơi, mà còn là ngồi khểnh nhìn mọi người bận bịu làm việc. Nó vừa lang thang vơ vẩn, vừa nghĩ bụng, hạnh phúc đến mức này là trọn vẹn lắm rồi. Thì chợt dừng lại bên bờ một con sông ăm ấp nước. Cả đời nó chưa bao giờ nhìn thấy sông, cái sinh vật lấp lánh, uốn lượn chảy như lặng lẽ mỉm cười, ùng ục cuốn mọi thứ đi, rồi bất chợt cao hứng vỗ vào bờ. Mặt nước ánh lên rực rỡ dưới ánh nắng với những xoáy nước, những đám bọt bong bóng lãng đãng trôi và tiếng rì rào vui tai. Chuỗi chuỗi ngẩn ngơ như bị mê hoặc, nó thấy mình chỉ như đứa trẻ lũng củn mới biết đi, còn dòng sông như là người đàn ông trưởng thành làm say mê lòng người bằng cả một kho những điều kỳ thú. Nó ngồi xuống và nghe thấy dòng sông đang thì thầm kể những câu chuyện hay nhất trần gian. Những câu chuyện sinh ra từ lòng đất và theo dòng sông ra tận biển cả bao la. Từ bãi cỏ nhìn sang bờ bên kia, chuỗi chuỗi thấy một cái hang nhỏ gần mép nước. Nó mơ màng nghĩ đó quả là nơi xinh xắn và ấm cúng cho một cuộc sống không đòi hỏi gì nhiều ngoài một chỗ ở dễ chịu bên bờ sông, phía trên mức nước lụt, cách xa ồn ào và bụi bặm. Nó nhìn cái hang chằm chằm, có cái gì sang sáng lấp lánh ở sâu giữa hang, chợt biến mất rồi lại lấp lánh như một ngôi sao nhỏ. Nhưng làm gì có sao mọc ở trong hang, mà đem so với đom đóm thì cái đó sáng và nhỏ hơn. Biết là chuỗi chuỗi đang nhìn mình, nó nháy một cái, à, hóa ra là một con mắt. Rồi thì một khuôn mặt xinh xinh dần rõ nét quanh con mắt ấy như khung tròn của một bức tranh vậy. Khuôn mặt nhỏ màu nâu với những sợi râu óng ả, khuôn mặt tròn nghiêm nghị vẫn với ánh nhìn lấp lánh trong đôi mắt ngay từ đầu đã làm chuỗi chuỗi chú ý. Đôi tai nhỏ xinh và lớp lông dày ống mượt như tơ. Chuột sông đây mà. Hai con chăm chú nhìn nhau một lúc, rồi chuột sông lên tiếng. Chào cậu chuỗi. Vâng, chào anh chuột sông. Chuột chuỗi đáp. Sang bên này không cậu? Chuột sông mời. Ôi, anh bảo sang là sang ngay được đấy à. Chuột chuỗi đáp, hơi có phần bực mình. Nó vẫn còn lạ nước lạ cái, chưa biết gì về dòng sông, cuộc sống bên sông và cả cách sang sông. Chuỗi sông lẳng lặng khom người, tháo và kéo mạnh một sợi dây thừng, rồi nhẹ nhàng bước xuống con thuyền nhỏ mà trước đó chuỗi chuỗi chưa để ý thấy. Con thuyền sơn màu xanh da trời bên ngoài, trắng ở phía trong, vừa đủ chỗ cho hai chú chuột. Thoạt nhìn, chuỗi chuỗi đã mê tích con thuyền, dù nó chưa thực sự hiểu thuyền dùng để làm gì. Chuột sông nhanh nhẹn chèo thuyền qua sông. Nó giơ tay ra khi thấy chuột chuỗi bước cứ rón ra rón rén. Nắm lấy tay tôi này, thế được rồi, cứ mạnh dạn đi. Và anh chàng chuột chuỗi vừa sửng sốt vừa vui sướng, thấy mình đã thực sự ngồi trên một con thuyền hẳn hoi. Nó reo lên khi thấy chuột sông quay thuyền, chèo sang bờ bên kia. Ngày hôm nay đúng là tuyệt diệu, anh biết không, cả đời tôi chưa bao giờ đi thuyền cả. Thế kia ư, chuột sông kêu lên, miệng há ra vì ngạc nhiên. Cả đời cậu chưa bao giờ, ôi, thế thì cậu đã làm cái quái gì hả? Thế đi thuyền thì có gì hay nào? Chuột chuỗi bẽn lẽn hỏi lại, dù trong bụng nó nhủ thầm, đi thuyền thật là tuyệt. Khi dựa lưng vào ghế ngồi, ngắm nghía đệm ghế, mái chèo, cọc chèo với tất cả những thứ hay ho khác và cảm thấy con thuyền nhẹ nhẹ lắc lư dưới chân mình. Chuột sông vươn người về phía trước khua mái chèo, khoan thai, điềm đạm trả lời. Có gì hay ư? Chỉ có mỗi đi thuyền là hay thôi. Anh bạn trẻ ơi, cứ tin tôi đi, không gì, bất cứ điều gì có thể sánh được một nửa với việc đơn thuần là nhàn rỗi trên thuyền. Đơn thuần là nhàn rỗi. Chuột sông bắt đầu ngân nga. Nhàn rỗi trên thuyền, nhàn rỗi. Nhìn đằng trước kia, chuột chuỗi chợt hét lên.
thôi muộn mất rồi. Thuyền đã đâm sầm vào bờ, còn người chèo thuyền mơ mộng đang cao hứng thì ngã chống vó xuống sàn thuyền. Trên thuyền hoặc là với thuyền, chủ sông vẫn ung dung nói, bật cười hài lòng rồi mới ngồi dậy. Ở trên thuyền hay không ở trên thuyền, nào có quan trọng gì, chẳng có gì thực sự khó khăn cả, lôi cuốn chính là ở chỗ đó. Dù lên đường hay không, dù đi đúng đến nơi cần đến hay lạc tới chỗ nào khác, hay dù cậu chỉ chèo thuyền thôi chứ chẳng đi tới đâu cả, lúc nào cũng có việc để làm, mà chẳng phải chỉ làm có mỗi một việc thôi đâu. Hết việc này lại có việc khác, cậu thích thì làm, không làm cũng chẳng sao. Xem nào, nếu sáng nay cậu không bận gì, sao không ở lại đây với tôi, nghỉ ngơi một ngày cho thỏa thích. Chuột chũi nghe thế khoái lắm, nó khẽ cọ những ngón chân vào nhau, hài lòng thở một hơi thật sâu, sung sướng dựa vào lớp đệm ghế êm ái và nói, thế này mới gọi là sống chứ, giờ ta làm gì nào? Ngồi yên nhé, chờ tôi một phút thôi. Chuột sông giận chuột chũi rồi luồn dây neo qua cái vòng ở bến tàu và nhảy phóc vào hang. Loáng một cái nó đã trở ra, lễ mễ xách theo một cái làn to đan bằng cây liễu gai. Nó đặt cái làn xuống thuyền và bảo chuột chũi, để cái này xuống dưới chân cậu. Rồi nó tháo dây neo và trèo ra giữa dòng. Chuột chũi tò mò hỏi, có gì trong làn thế? Có món gà nguội này, chuột sông nói một hơi, lưỡi lợn nguội, đùi lợn nguội, thịt bò nguội, dưa chuột muối, bánh mì Pháp, bánh sandwich, thịt hầm, bia gừng, nước soda chanh. Ôi thôi thôi, chuột chũi phấn khích kêu lên, thôi nhiều quá rồi. Cậu nghĩ như thế mà nhiều à? Chuột sông hỏi hết sức nghiêm trang. Lần nào đi dã ngoại tôi cũng mang thế, ai cũng bảo tôi hà tiện, bao giờ cũng chỉ mang vừa đủ ăn. Nhưng chuột chũi chẳng để những lời chuột sông vừa nói vào tai, vừa bị cuốn vào cuộc sống mới mẻ này, nó say sưa nhìn mặt sông lấp lánh và ngây người nghe tiếng khỏa nước róc rách. Những mùi hương, những âm thanh, cái gì cũng mới lạ, và ánh nắng mặt trời. Chuột chũi thò bàn tay với những cái móng xinh xinh xuống nước và mơ thấy những giấc mơ thật dài, dù nó chẳng hề ngủ. Còn chuột sông quả đúng là anh bạn đồng hành lý tưởng, nó thông thả chèo thuyền, chẳng mảy may làm phiền chuột chũi. Quãng nửa tiếng trôi qua, chuột sông mới lên tiếng. Này, anh bạn, bộ quần áo của cậu trông bắt thật đấy, khi nào đủ tiền tớ cũng sẽ sắm một cái áo khoác bằng nhung đen như thế. Chuột chũi cố gắng nhõm dậy nói, cậu thứ lỗi cho tớ nhé, chắc cậu nghĩ vừa rồi tớ đã cư xử thiếu lễ độ, nhưng tất cả đối với tớ đều mới lạ quá. Vậy ra đây là một cái sông à? Dòng sông, chuột sông chữ. Có đúng là cuộc sống bên bờ sông không? Cuộc sống như thế mới tuyệt làm sao? Tớ sống bên bờ sông, vui buồn cùng dòng sông, chèo thuyền trên sông và bơi lội dưới sông. Dòng sông là anh, là chị tớ, là cô dì chú bác, là bạn bè, là đồ ăn thức uống, và đương nhiên là chỗ tắm rửa của tớ. Thế giới của tớ đấy, tớ chẳng muốn cái gì khác cả. Cái gì sông không có thì không đáng cho ta bận tâm. Cái gì sông không biết đến, không đáng để ta tìm hiểu. Trời đất ơi, có những lần chỉ có bọn tớ với nhau, tớ và dòng sông ấy mà. Bất kể đông hay hè, mùa xuân hay mùa thu, lúc nào cũng vui như hội. Khi lũ lên vào tháng 2, kho và tầng hầm nhà tớ đều ngập cả, còn dòng nước đục ngầu chảy qua cửa sổ buồng ngủ đẹp nhất của tớ. Khi nước rút đi, chừa lại những mảnh bùn, có mùi như món bánh nho khô, thân cây cói và cỏ dại làm tắc các lặn nước, tớ lại thủng thẳng đi kiếm thức ăn tươi hay mấy món đồ con người đã bất cẩn vứt đi trong khi chèo thuyền. Như thế nghe có hơi tẻ nhạt không? Chuột chũi đánh liều hỏi, chỉ có cậu với dòng sông thôi, không còn ai để nói dăm ba điều sao? Không có ai ấy à? À, cậu mới đến đây nên không biết đấy thôi, hiện giờ hai bên bờ sông đã đông lắm rồi, người ta đang phải kéo nhau chuyển đi ấy chứ. Ồ không, ngày xưa thì chẳng hề có chuyện như thế này đâu.
Rái cá, chim bói cá, chim lằn, gà nước. Tất cả bọn họ suốt ngày muốn rủ rê cậu la cà với họ, làm như người ta lúc nào cũng rỗi rãi không bằng. Cái gì ở đằng kia thế? Chuỗi chuỗi hỏi, giơ tay chỉ về phía cánh rừng rậm rạp, như cái khung sẫm màu cho cánh đồng phì nhiêu bên sông. Chuỗi sông trả lời hết sức qua quýt. Đằng kia hả? Ồ, đó là rừng hoang. Dân bờ sông như tớ chẳng mấy khi tới đó. Những người sống trong rừng không được tốt lắm sao? Chuỗi chuỗi hỏi có phần hơi hồi hộp. Ai chà chà, để xem nào. Họ nhà sóc đều tốt cả. Thỏ thì chỉ được một số thôi. Họ hàng nhà ấy vốn phức tạp mà. Và đương nhiên còn có bác lửng sống chính giữa rừng. Có các vàng bác ấy cũng chẳng bao giờ chịu chuyển đi nơi khác. Ôi bác lửng đáng mến, chẳng có ai dám làm phiền bác ấy đâu. Mà tốt nhất là người ta không nên chõ mũi vào làm gì. Vậy ai mà lại làm phiền bác ta? À, tất nhiên còn có những tên khác nữa. Chuột sông lưỡng lự đáp. Chuồn nâu này, chuồn ép min này, cáo này, đại loại thế. Họ đều là bạn tốt của tớ. Lần nào gặp nhau bọn tớ cũng la cà hết ngày. Nhưng phải thừa nhận là thỉnh thoảng họ lại biến đi đâu mất. Thế nên, hừm, cậu không thể hoàn toàn tin cậy tụi đó được. Thật đấy. Chuột chuỗi hiểu rằng, nếu cứ nói mãi về cái rắc rối rất có thể sẽ gặp phải ấy, thậm chí chỉ cần bóng gió ám chỉ đến nó thôi là đã làm trái phép giao tiếp thông thường của giới động vật rồi. Nó thôi không thắc mắc nữa và lại hỏi, còn bên kia rừng hoang thì sao? Cái chỗ toàn xanh xanh mờ mờ kia kìa, có phải là những ngọn đồi không? Lại có cái gì trông như khói nhà dân hay chỉ là mây thôi nhỉ? Bên kia rừng hoang là thế giới rộng lớn, nhưng cái thế giới ấy nào có can hệ gì đến bọn mình đâu. Tớ chưa bao giờ ra đến ngoài đó, và tớ sẽ chẳng bao giờ đi đâu. Khi nào hiểu ra rồi thì cậu cũng sẽ nghĩ như tớ thôi. Mà thôi, đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa nhé. Còn bây giờ, cậu xem, cuối cùng ta đến được chỗ có thể dừng lại ăn trưa được rồi. Hai chú chuột đã rẽ khỏi dòng chảy chính và chèo thuyền vào một nơi thoạt trông như một cái hồ nhỏ trên đất liền vậy. Cỏ mọc xanh rì trên lớp đất thoai thoải bao quanh bờ. Chúng lờ mờ trông thấy cả những đám rễ cây nâu sậm ngoằn ngoèo như rắn dưới mặt nước trong veo. Có một cái đập nước ở ngay trước mặt. Dòng nước xiết va vào đập rồi lại thành những đám bọt trắng xóa lấp lánh dưới ánh mặt trời. Bánh xe của một cối xay có đầu hồi màu xám liên tục quay không biết mệt mỏi. Bầu không khí tràn ngập tiếng róc rách đều đều êm dịu. Thỉnh thoảng bánh xe quay chậm lại phát ra tiếng kèn kẹt khe khẽ, nghe rõ là vui tai. Cảnh đẹp như tranh. Chuỗi chuỗi cứ đứng ngây người, nắm hai chân trước lại với nhau mà suýt xoa. Ôi chao, ôi chao. Chuỗi sông chèo nhanh ép mạn thuyền vào bờ, giúp anh bạn chuỗi vụng về lên bờ an toàn, rồi xách làn thức ăn tới. Chuỗi chuỗi khẩn khoản muốn tự mình bày biện bữa trưa, và chuỗi sông rất sẵn lòng chiều bạn. Nó nằm dài xuống cỏ thư giãn chốc lát, trong khi anh bạn mới háo hức lôi một tấm khăn lớn ra trải, lần lượt mở tất cả các gói đồ ăn bí ẩn và sắp xếp xem món này bày cạnh món kia đã hợp lý hay chưa. Nó vẫn còn luôn miệng, ôi chao, ôi chao. Mỗi lần khám phá ra một món mới, xong xuôi, chuột sông bảo, nào, ta chén thôi. Chuột chuỗi hoan hỷ tán thành. Nó bắt đầu dọn nhà từ sớm tinh mơ. Xưa nay người ta vẫn làm thế mà, nên chưa ăn uống gì cả. Vả lại sáng nay, nó đã chứng kiến nhiều điều mới lạ quá, nên có cảm giác như mấy ngày liền đã trôi qua rồi. Và khi hai cái dạ dày đói ngấu đã dịu bớt phần nào, đôi mắt chuỗi chuỗi thôi không dán vào la liệt đồ ăn nữa, mà ngước lên nhìn ngó xung quanh. Chuỗi sông bèn hỏi, cậu nhìn gì thế? Tớ nhìn theo một dải bọt bong bóng từ nãy tới giờ cứ chạy trên mặt sông, nó bắt ngay vào mắt tớ trông ngộ ghê. Bọt bong bóng à, ô hô, chuỗi sông hào hứng reo lên, điệu bộ ra chiều phấn khởi lắm.
Một cái mõm to lấp lánh dưới ánh mặt trời hiện ra ở rìa sông, và rái cá nhảy khỏi mặt nước, lắc mình thật mạnh cho khô. Nó nhìn đống thức ăn ê hề và kêu lên: "À, có hai gã tham ăn. Chuột sông ơi, cậu tiệc tùng linh đình ở đây mà không thèm mời tớ hả?" "Chuyến đi chơi này là hoàn toàn ngẫu hứng thôi," chuột sông giải thích. "Nhân tiện tớ giới thiệu, đây là bạn tớ, chuỗi. Rất hân hạnh được làm quen với cậu, tớ là rái cá." Hai con vật làm thân ngay, rái cá nói tiếp: "Hôm nay đi đến đâu cũng thấy ríu ra ríu rít, hình như thiên hạ kéo nhau ra sông hết thì phải. Tớ cố tìm đến chỗ ao tù nước đọng này, tưởng được yên thân, thế mà lại đụng ngay các cậu." "Ôi, đùa chút thôi mà, chứ các cậu cũng biết tớ không có ý trách gì các cậu." Chợt có tiếng sột soạt phát ra từ một bụi cây, mà lá mọc từ mùa xuân năm ngoái vẫn còn xanh um. Một cái đầu lông sọc đen trắng nhô lên. "Bác Lửng ơi, tới đây!" chuột sông gọi. Lửng tiến lên vài bước, miệng lẩm bẩm: "Hừ, lại tụ tập à?" Rồi quay lưng lủi biến đi đâu mất. Chuột sông vẫn mãi nhìn theo, thất vọng nói: "Bạn bè gì mà kỳ cục, lúc nào cũng xa lánh mọi người. Từ giờ đến hết ngày thì đố ai gặp nổi bác ta." "Rái cá ơi, cậu đã gặp ai trên sông thế?" "Gặp cóc chứ ai, cậu ta diện bộ đồ thể thao mới, đi một loại thuyền mới toanh, cái gì cũng mới." Chuột sông và rái cá nhìn nhau phá ra cười, rồi chuột sông nói: "Một dạo cóc chỉ mê mẩn chèo thuyền, chán chèo thuyền cậu ấy đi thuyền thúng. Dạo đó cứ lang thang cả ngày với cái thuyền thúng và làm rối tinh mọi thứ lên thì cậu ta khoái chí lắm. Năm ngoái lại là nhà thuyền nhỉ, cậu ấy kéo cả lũ bọn mình lên nhà thuyền ở, và bọn mình đã phải giả vờ là thích lắm. Cứ tưởng là từ đấy trở đi cậu ta sẽ mãi trong cái nhà thuyền ấy. Thế mà y như rằng là cóc lại chán và đâm đầu vào những thứ mới. Dù sao thì cậu ấy vẫn là anh bạn tốt." Rái cá ngẫm nghĩ rồi nhận xét: "Chỉ phải cái tội sớm nắng chiều mưa, nhất là những lúc cậu ấy đi thuyền." Từ chỗ chúng ngồi có thể thoáng trông thấy nhánh sông chính. Đúng lúc đó một chiếc thuyền lướt qua tầm mắt. Người chèo thuyền dáng vẻ mập lùn, đang mắm môi mắm lời chèo, nước bắn tung tóe và thuyền trong chăn dữ dội. Chuột sông đứng bật dậy gọi, nhưng cóc, vì đúng là cóc thật, lắc đầu và chỉ chuyên chú vào việc mình đang làm. Chuột sông ngồi lại xuống nói: "Cứ chèo kiểu thế, chỉ cần một phút nữa thôi cậu ấy sẽ rơi xuống sông." "Chứ còn gì nữa?" Rái cá tủm tỉm cười. "Tớ đã kể cho cậu nghe câu chuyện tuyệt hay về cóc và người giữ khóa chưa nhỉ? Chuyện là thế này nha, cóc." Một anh chàng phù du đang lang thang, bỗng đột ngột đổi hướng bơi ngược dòng chảy, theo đúng cái kiểu bẩm sinh, tà đề cóc thèm sợ, xoáy nước cuồn lên và oạp, chẳng còn thấy anh bạn phù du ấy đâu nữa, cũng chẳng thấy rái cá đâu. Chuột chũi cứ cúi xuống nước tìm. Dòng rái cá kể chuyện vẫn còn du dương trong tai nó, thế mà mảng cỏ chỗ rái cá vừa nằm dài giờ đã trống trơn. Nhìn ra tiếp phía chân trời xa kia cũng chẳng thấy bóng dáng con rái cá nào, nhưng lại xuất hiện một dải bọt bong bóng trên mặt sông. Chuột sông ngậm miệng ngân nga một điệu nhạc, còn chuột chũi thì nhớ ra rằng có một quy ước bất thành văn giữa các loài vật, không cho phép bất cứ kiểu bình luận nào nếu bạn bè người khác nếu biến mất đột ngột vào bất cứ lúc nào, vì bất cứ lý do gì hoặc chẳng vì lý do gì sất. "Nào, nào, chúng ta về thôi. Hai đứa mình ai nên dọn dẹp các thứ cất vào giỏ đây nhỉ?" Chuột sông ê a nói, có vẻ chẳng tha thiết gì việc dọn dẹp ấy. Chuột chũi nhanh nhảu: "Để tớ." Tất nhiên, chuột sông nhường lại cho anh bạn chũi rồi. Dọn đồ vào giỏ xem ra chẳng thú vị bằng lấy các thứ từ trong giỏ ra. Đúng là vậy đấy, nhưng chuột chũi thì nhất quyết thấy cái gì cũng hay hay. Vừa đóng giỏ lại, thắt dây chắc chắn cẩn thận xong, nó chợt thấy có cái đĩa trên bãi cỏ, thế là phải dỡ ra sắp xếp lại từ đầu. Vừa xong thì chuột sông chỉ cho nó một cái đĩa khác nằm ở chỗ mà ai cũng có thể thấy được.
Và rồi, trời ạ, chuỗi chuỗi còn ngồi lên nguyên một lọ mù tạt mà không hề hay biết. Cuối cùng chẳng hiểu sao mọi thứ rồi cũng đâu vào đấy, mà chẳng có ai cáu gắt bực dọc tí ti nào cả. Mặt trời buổi chiều xuống thấp dần khi chuỗi sông mơ màng khoan thai chèo thuyền về nhà, miệng lẩm bẩm những điều thơ mộng cho một mình nghe và chẳng mấy để ý đến chuỗi. Anh chàng này còn đương no căng bụng vì bữa trưa, trong lòng tràn ngập sự hài lòng và hân hoan. Và nó cảm thấy như thể chiếc thuyền này chính là nhà mình vậy. Đúng là nó đã nghĩ thế đấy. Rồi không thể chờ đợi thêm được nữa, nó nói: "Chuột sông ơi, để tớ chèo thuyền một lát nhé, ngay bây giờ được không?" Chuột sông lắc đầu mỉm cười bảo: "Anh bạn trẻ ơi, giờ chưa được đâu, đợi đến lúc cậu học vài buổi đã. Chèo thuyền trông có vẻ dễ nhưng thật ra không đùa được đâu." Chuỗi chuỗi im lặng, nhưng trong lòng nó cảm thấy mỗi lúc một ghen tị, vì chuỗi sông chèo trông vừa khoan thai mềm mại vừa nhịp nhàng dứt khoát. Thói tự phụ thì thầm bảo nó rằng nó cũng có thể làm được như vậy. Thế là nó bật dậy nắm lấy mái chèo. Đột ngột quá làm chuỗi sông còn đương mơ màng nhìn ngắm mặt nước và lẩm nhẩm những chuyện thơ mộng, bị bất ngờ nên ngã ngửa ra sau, chân khua chới với. Còn chuỗi chuỗi thì đắc thắng ngồi ngay vào chỗ đó, lấy hết tự tin khóa mạnh mái chèo. Chuỗi sông lồm cồm ở sàn thuyền kêu toáng lên: "Dừng lại ngay, cậu ngốc như lừa ấy, chèo thế không được, lật thuyền mất." Chuỗi chuỗi vung mái chèo khóa mạnh xuống nước nhưng trật lất. Nó chới với thấy mình như lồn lên cao quá đầu, và nó ngã nhào lên anh bạn chuỗi sông đang nằm sóng xoài trên sàn thuyền. Sau đó thì thuyền trôi đằng thuyền, còn chuỗi chuỗi phải vật lộn với dòng nước. Trời ạ, nước sao mà lạnh thấu da thấu thịt, nước chảy vào tai khi nó chìm dần. Mặt trời chói lòa trên đầu khi nó ho sặc sụa, cố ngoi lên được khỏi mặt nước. Rồi tất cả chỉ còn nỗi tuyệt vọng đen tối khi nó chìm nghỉm một lần nữa. Đúng lúc ấy, một bàn tay quả quyết tóm lấy gáy nó. Là chuột sông, rõ ràng là chuột sông đang phá ra cười. Chuột chuỗi cảm thấy được cánh tay và bàn tay chuột sông quàng quanh cổ nó đang rung rung vì cười. Chuột sông vớ lấy hai mái chèo, một cái kẹp vào nách chuột chuỗi, cái kia kẹp vào nách mình. Nó bơi sau, gắng sức đẩy anh bạn chuỗi đã rã rời chân tay bơi trước. Vào bờ, nó kéo chuỗi chuỗi lên, đặt bạn nằm trên lớp đất mềm dễ chịu. Trong khi xoa bóp chân tay mình mẩy, vuốt bớt nước trên người chuỗi, chuỗi sông nói: "Nào, dậy thôi anh bạn, dậy chạy xuống con đường mòn kia cho nóng người lên và khô lại, còn tớ đi mò cái làn đựng đồ ăn đây." Anh chàng chuỗi chuỗi yếu xìu, ướt nhe ướt nhép khắp người, còn trong lòng xấu hổ vô cùng, bước thấp bước cao chạy cho tới khi lông hầu như khô hết. Trong khi đó, chuỗi sông lại nhảy xuống nước, tìm con thuyền, lật nó lại rồi đẩy vào bờ. Rồi nó lần lượt thu gom những món đồ trôi nổi trên mặt nước, và cuối cùng nó cũng mò được cái làn đựng đồ ăn trưa, vừa mệt bỡ hơi tai vừa bơi vào bờ. Tất cả đã sẵn sàng để đi tiếp. Chuỗi chuỗi thất thểu tiến về phía đuôi thuyền và ngồi xuống. Thuyền rời đi, nó cất tiếng lý nhí lạc đi vì xúc động. "Chuỗi sông hào hiệp ơi, thật lòng xin lỗi cậu, tớ là đồ ngu xuẩn vô ơn, cứ nghĩ rằng có thể mình đã làm mất cái làn đẹp đẽ ấy là tớ hối hận vô cùng." "Ừ, tớ đúng là đồ con lừa ngu ngốc. Cậu bỏ qua chuyện này và tha thứ cho tớ nhé, mọi chuyện sẽ vẫn như trước có được không?" Chuỗi sông vui vẻ đáp: "Ổn cả rồi mà, cầu Chúa phù hộ cho cậu. Một chút ướt át với một con chuột sông như tớ thì có nhầm nhò gì. Hầu như ngày nào tớ cũng ở dưới nước nhiều hơn là trên bờ đấy. Đừng bận tâm lo lắng gì về chuyện đã qua nữa nhé. Mà xem nào, tớ thật lòng muốn cậu ghé vào chỗ tớ dăm ba hôm. Nhà cửa toàn toàn tìm tìm thôi, cậu biết đấy, không giống nhà cóc đâu. À, mà cậu chưa đến đó nhỉ?
Dù sao thì tớ luôn sẵn lòng giúp cậu cảm thấy thoải mái. Rồi tớ sẽ dạy cậu chèo thuyền này, bơi này. Chẳng mấy chốc mà cậu sẽ thành thạo sông nước chẳng kém gì bọn tớ. Chuột chũi nghe những lời chân thành giản dị ấy thì cảm động lắm, đến nỗi nó chẳng biết nói gì đáp lại nữa. Nó lặng lẽ lấy mu bàn tay quệt một hai giọt nước mắt. Chuột sông ý tứ quay đi nhìn chỗ khác. Chuột chũi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Thậm chí nó còn mạnh dạn đối đáp mấy câu với đôi gà nước đang thì thầm cười cợt với nhau về bộ dạng te tua của nó. Về đến nhà, chuột sông nhóm một đống lửa nóng rực, đỡ chuột chũi ngồi vào cái ghế bàn ngay trước lò sưởi, lấy cho nó bộ quần áo ngủ, đôi dép lê và kể cho nó nghe những câu chuyện về dòng sông mãi cho tới lúc ăn bữa khuya. Đối với con vật luôn sống trong lòng đất như chuột chũi, đó quả là những câu chuyện ly kỳ hấp dẫn. Chuyện về đập nước, về những trận lụt bất ngờ, những đồi gò mấp mô, về những tàu thủy hơi nước biết ném chai lọ. Chí ít chắc chắn chai lọ đã bị ném ra từ những con tàu này, nên dám là tàu biết ném chai lọ lắm. Còn có cả chuyện về đám cò diệt thường kén chọn bạn bè, về những chuyến phiêu lưu xuôi các lạch nước, về chuyến đi bắt cá đêm với rái cá, hay những cuộc dã ngoại ngoài đồng với bác lửng. Bữa ăn khuya ấy quả là vui vẻ và ngon lành nhất trần đời. Chẳng mấy chốc, chuột chũi đã buồn ngủ díp hết cả mắt lại, và ông bạn chủ nhà chu đáo hộ tống nó lên căn buồng ngủ đẹp nhất trên gác. Chuỗi đặt mình xuống với tất cả hài lòng thư thái, và biết chắc rằng người bạn mới của nó, dòng sông, đang nhịp nhàng vỗ sóng ngay bên ngoài ô cửa kia. Đối với chàng chuột chũi đương bỡ ngỡ như chú chim non mới sổ lồng, hôm đó chỉ là ngày đầu tiên trong số rất nhiều ngày kế tiếp, mà hôm sau dài hơn, nhiều điều thú vị hơn hôm trước, trong khi mùa hè rực rỡ mãi miết trôi. Chuột chũi học bơi, học chèo thuyền, hòa mình vào niềm vui được trôi theo dòng nước. Và những lúc nghỉ ngơi, nó hướng đôi tai về phía đám lau sậy, dường như nghe được điều gì đó mà ngọn gió thổi qua đây vẫn thường thì thầm kể. Hết chương 1. Chương 2. Đường cái. Một sáng hè đẹp trời, chuột chũi chợt hỏi chuột sông. Chuột sông ơi, tớ nhờ cậu cái này có được không? Chuột sông đang ngồi trên bờ sông nghêu ngao hát. Nó vừa mới sáng tác xong nên còn đang mê mẩn với bài hát ấy, chẳng chú ý đến chuột chũi hay bất cứ điều gì khác. Từ sáng sớm, nó bơi lội dưới sông với bầy vịt bạn nó. Có những lúc bất chợt lũ vịt vụt đầu xuống nước, nhà vịt vẫn thường làm thế mà. Chuột sông lặn xuống và cù vào cổ chúng, ngay chỗ dưới cằm, ấy là nếu vịt có cằm. Cho đến khi chúng không chịu nổi phải ngoi vội lên mặt nước, ho sặc sụa và giận dữ vùng vẫy. Khó có thể diễn tả hết được người ta cảm thấy gì khi đầu bị nhúng dưới nước. Cuối cùng, lũ vịt phải khẩn khoản đề nghị chuột sông hãy đi chỗ khác chơi và để mặc chúng. Thế là chuột sông đi. Nó ngồi tắm nắng trên bờ sông và sáng tác ngay một bài hát về lũ vịt mà nó đặt tên là Đoạn Khúc Vịt. Theo dòng nước mát, nghe đám cói hát, đàn vịt xinh xinh, cùng chổng đuôi bơi. Chỉ vịt ăn vịt, chân vàng khỏa nước, mỏ vàng kiếm ăn, dòng sông nhộn nhịp. Dưới đáy bùn rong, lũ cá thong dong, là kho thức ăn, tươi ngon dồi dào. Thích gì làm đấy, ngụp đầu chổng đuôi. Vịt thích lắm đấy, bơi lội tung tăng. Trời cao trong xanh, chim én lượn quanh, bầy vịt bơi nhanh, cùng chổng đuôi lên. Chuột chũi chăm chú lắng nghe. Nó vốn chẳng có máu thi sĩ, cũng chẳng e ngại nếu mọi người biết điều đó, lại sẵn tính thật thà bộc trực. Nó nói: Chuột sông ơi, tớ nghĩ mãi mà vẫn không hiểu bài hát ấy. Chuột sông hí hửng đáp:
Họ nhà Việt cũng chẳng hiểu đâu, lại còn bảo tớ. Đương nhiên là bọn này thích làm gì thì làm, vào bất cứ lúc nào mà bọn này thích và chỉ bởi vì bọn này thích. Vì người ta được ngồi trên bờ nhìn bọn này rồi bày đặt bình luận thơ thẩn về bọn này mà. Thật đúng là nhảm nhí quá đi mất. Đấy, mấy cậu Việt đã bảo tớ thế đấy. Đúng, các cậu ấy nói đúng lắm. Chuột chuỗi nói đế. Đúng cái con khỉ, chuột sông bực dọc kêu. Ừ, đúng cái gì mà đúng, chẳng đúng gì sất. Chuột chuỗi dịu giọng. Mà này, việc tớ muốn hỏi cậu là cậu có dẫn tớ đến nhà Cóc không? Tớ nghe nhắc đến Cóc nhiều rồi nên muốn gặp gỡ làm quen quá. Hẳn rồi, anh chuột sông tốt tính đáp, nhảy lên choi choi và quên bén luôn cả mớ thơ thẩn vừa rồi. Lấy thuyền đi, bọn mình khởi hành ngay, bất cứ lúc nào ghé thăm Cóc cũng hết sức là vui. Sáng sớm hay tối mịt thì vẫn luôn là anh chàng Cóc lới sới mừng rơn lên vì được gặp cậu và xị mặt vì buồn khi cậu ra về. Cậu ấy hẳn là đáng mến lắm, chuột chuỗi nói khi lên thuyền và nắm lấy mái chèo, còn chuột sông nằm ươn dưới lòng thuyền đáp. Anh chàng cừ nhất đấy, sống đơn giản, đôn hậu, niềm nở và tận tụy với mọi người. Ừ, thì Cóc cư xử không được khéo cho lắm, có phải ai cũng là thánh được đâu. À, mà cậu ấy có thể hơi khoác lác, tự kiêu chút đỉnh, nhưng có bao nhiêu đức tính đấy còn gì, cậu Cóc ấy mà. Qua khúc ngoặt của dòng sông, chúng trông thấy một tòa nhà gạch đỏ cổ kính nguy nga. Trước nhà có thảm cỏ được chăm giữ cẩn thận, trải ra tới mép nước. Chuột sông nói, dinh Cóc đấy, còn cái lạch nước phía trái kia kìa, chỗ có biển báo, nhà riêng cấm neo thuyền ấy, còn lạch ấy dẫn vào nhà để thuyền của Cóc, mình sẽ để thuyền ở đó, chuồng ngựa ở đằng kia bên phải, chỗ cậu đang thấy là phòng tiệc, trông rất cổ kính phải không? Cậu biết đấy, Cóc giàu ra phết nhé, chỗ này đúng là một trong những tòa nhà đẹp nhất vùng, dù mọi người chẳng bao giờ khẳng định điều đó với Cóc cả. Chúng lướt đi theo lạch nước, chuột chuỗi gác mái chèo khi chúng tiến vào bóng mát của nhà để thuyền rộng lớn. Chúng thấy bao nhiêu là thuyền đẹp, bị treo lủng lẳng theo xà ngang hoặc kéo lên bờ, chẳng có cái nào ở dưới nước cả, tất cả có vẻ bị bỏ hoang lâu ngày. Chuột sông nhìn quanh nói, hiểu rồi, hết mốt đi thuyền rồi, Cóc đã chán và kết liễu nó rồi. Không biết giờ này cậu ấy đang đua đòi theo đuổi cái gì nhỉ? Đi nào, xem cậu ấy ra sao, chúng ta sẽ được nghe cậu ấy kể tường tận ngay thôi. Chúng lên bờ, nhẫn nha đi bộ qua bãi cỏ được trang trí những khóm hoa rực rỡ để tìm Cóc. Chúng nhát thấy Cóc đang ngồi trên cái ghế đan bằng nhánh liễu gai, mặt ra chiều băn khoăn tư lự nhìn tấm bản đồ lớn trải trong lòng. Thấy có bạn đến, nó bật dậy kêu toáng lên, ô hô, hai cậu đến thì hay quá. Không đợi chuột sông giới thiệu chuỗi, Cóc đã nồng nhiệt bắt tay cả hai, rồi nó nhảy múa quanh chúng và nói liền một hơi, tớ đang định cho người xuôi thuyền xuống chỗ cậu. Chuột sông ạ, phải nhất quyết lôi bằng được cậu lên đây không chậm trễ, mặc cậu đang làm gì đi nữa. Tớ cần các cậu lắm đấy, cả hai cậu ạ, hai cậu uống thứ gì nhé, cứ vào nhà lấy tự nhiên, có biết các cậu đến đúng lúc này là may mắn lắm không? Cóc ơi, ngồi yên một lúc có được không? Chuột sông nói, rồi ngồi phịch xuống một cái ghế bành. Chuột chuỗi ngồi xuống cái ghế bên cạnh và thốt lên mấy câu nhận xét lịch sự về chỗ ở đầy thú vị của Cóc. Chỗ xịn nhất bờ sông đấy, Cóc sốt sắng kêu lên và không thể không thêm thắt, phải nói là xịn nhất trên đời. Nghe thế, chuột sông huých chuột chuỗi một cái, chẳng may Cóc trông thấy cử chỉ ấy và mặt nó đỏ bừng lên. Một thoáng im lặng đầy bối rối, Cóc đột nhiên phá ra cười. Chẳng sao đâu, chuột sông ạ, cậu vẫn biết tính tớ thế còn gì. Thực ra ngôi nhà này cũng không đến nỗi sập sệ phải không? Các cậu cũng thấy thích nó đấy chứ. Nào, thôi không đùa nữa, tớ đang cần các cậu ghê lắm cơ. Giúp tớ nhé,
chuyến này là tối quan trọng đấy. Có phải chuyện chèo thuyền không? Chủ sông ra vẻ ngây ngô hỏi. Quả là cậu chèo thuyền hơi lặng lẽ, nhưng xoay sở khá tốt đấy. Kiên nhẫn vào, nếu được chỉ dẫn thêm nữa, cậu có thể. Ôi dào, thuyền thiết gì? Cóc ngắt lời với vẻ coi thường ghê gớm. Cái thứ giải trí ranh con ngốc nghếch ấy tớ đây bỏ từ lâu rồi. Chỉ tổ lãng phí thì giờ. Tớ thật sự rất ân hận nếu phải thấy các cậu mất năng lượng vào cái trò vô bổ ấy. Không, giờ tớ đã tìm thấy cái đích thực, công việc chính xác duy nhất cho cả đời. Mục tiêu của tớ là cống hiến quãng đời còn lại cho nó, và tớ chỉ có thể nuối tiếc những năm tháng vô dụng đã qua, phí hoài vào một mớ chuyện tào lao. Chuột sông yêu quý ơi, và cả anh bạn đáng mến của cậu nữa, đi theo tớ nào, ngay khu chuồng ngựa thôi, các cậu sẽ được thấy cái mà các cậu sẽ thấy. Ngay tức khắc, cóc dẫn đường xuống khu chuồng ngựa, chuột sông đi theo, lộ rõ vẻ ngờ vực. Chúng thấy ngay cái nhà xe lưu động kiểu du mục đã được kéo sẵn từ nhà để xe ra ngoài trời, trông mới toanh với nước sơn màu vàng chim hoàng yến, lại càng nổi bật hơn với những mảng xanh lá cây và những bánh xe màu đỏ. Đây này các cậu ơi, cóc reo lên, dạng chân ưỡn ngực nói, chiếc xe này mới đúng là hiện thân cho cuộc sống đích thực. Đường cái, đường quốc lộ, những bụi thạch nam, những cánh đồng cỏ, bờ rào bờ dầu, những ngọn đồi nối tiếp nhau tít tắp, cắm trại, làng mạc, thị trấn, thành phố. Hôm nay ở đây rồi mai lại lên đường đi tới một nơi mới mẻ, ngao du thay đổi, thú vị, sảng khoái. Cả thế giới còn đang ở phía trước, luôn mở ra cho ta những chân trời mới. Mà các cậu nên nhớ rằng chiếc xe này là tốt nhất so với những chiếc xe cùng loại, không có cái thứ hai đâu nhé. Vào trong xe thôi, xem tớ đã bài trí thế nào. Phải, tự tay tớ bày biện cả đấy. Chuột chũi, phấn khích, tột độ, háo hức, theo cóc lên những bậc thang vào bên trong cái nhà lưu động ấy. Chuột sông chỉ khịt mũi, thọc sâu hai tay vào túi áo, đứng nguyên một chỗ. Bên trong xe có nhiều đồ đạc nhưng vẫn có thể cảm thấy thoải mái. Mấy cái giường xinh xắn, một cái bàn gấp nhỏ ốp ngay vào tường, bếp lò, mấy cái tủ con, giá sách, cái lồng nhốt một con chim ở trong, rồi thì nồi niêu son chảo, bình ấm đủ mọi kích cỡ chủng loại. Cóc mở một cái tủ, nói vẻ đắc thắng. Sẵn sàng cả rồi, cậu xem, bánh quy này, tôm hùm và cá mòi đóng hộp này, cần gì cũng có. Chỗ này là nước soda, đằng kia là thuốc lá, còn có cả giấy viết thư, thịt muối sông khói, mứt, tú lơ khơ và bộ domino nữa. Cóc vẫn thao thao nói khi bước xuống thang ra ngoài. Chiều nay, khi ta khởi hành, cậu sẽ thấy là không thiếu bất cứ cái gì hết. Xin lỗi, ngắt lời cậu tí nhá, chuột sông thủng thẳng nói, miệng nhai nhai một cọng rơm. Có phải tớ vừa nghe cậu nói cái gì đó đại loại là chúng ta, rồi thì khởi hành chiều nay phải không? Thôi nào, chuột sông tốt bụng thân yêu à, cóc khẩn khoản. Cậu đừng bắt đầu cái kiểu lạnh lùng sắt đá ấy nữa, cậu thừa biết là cậu phải đi rồi còn gì. Làm sao tớ có thể xoay sở mà không có các cậu đây? Coi như ta quyết định thế rồi nhé, đừng tranh luận gì nữa. Duy chỉ có điều đó là tớ không thể nào chịu nổi. Chắc chắn là cậu không định cả đời ở lì cái xó bờ sông tù túng buồn chán ấy, quanh quẩn chỉ có trong hang với chèo thuyền thôi, phải không nào? Tớ muốn cậu được chiêm ngưỡng thế gian, tớ sẽ đánh thức phần con thú ưa hoạt động trong cậu. Tớ chẳng màng những điều đó, chuột sông quả quyết. Tớ không đi đâu, dứt khoát là không. Ừ, tớ sẽ ở lì cái xó bờ sông nhà tớ, chỉ loanh quanh trong hang hay trên thuyền thôi, từ trước tới giờ vẫn thế. Còn một việc nữa là chuột chũi sẽ ở với tớ, sống với tớ, có phải vậy không chũi? Tất nhiên rồi, chuột chũi trung thành đáp, tớ sẽ luôn bên cậu, những gì cậu vừa nói thì sẽ đúng y như vậy, tất cả vẫn nguyên như trước, vẫn rất vui, cậu nhỉ? Nó thốt ra những câu cuối cùng với một chút bâng khuâng tiên tiếc.
anh chàng chuột chũi tội nghiệp. Cuộc đời lang bạc phiêu lưu là một cái gì đó vô cùng lạ lẫm và ly kỳ lôi cuốn. Cái khía cạnh mới mẻ ấy hấp dẫn nó quá mất rồi. Vả lại ngay từ cái nhìn đầu tiên, nó đã thích mê cu tơi cái nhà xe lưu động màu hoàng yến với những đồ đạc xinh xắn bên trong. Chuột sông đã kịp nhận ra những gì vừa vụt qua tâm trí anh bạn. Nó phân vân, lưỡng lự lắm. Nó vốn ghét phải làm ai đó thất vọng, mà nó thì quý chuột chũi ghê cơ, đến mức hầu như sẵn sàng làm bất cứ việc gì để chiều lòng bạn. Cóc chăm chú quan sát cả hai, rồi nó lên giọng một nhà ngoại giao lão luyện. Vào nhà ăn trưa thôi hai cậu, rồi ta nói chuyện tiếp, chẳng việc gì phải quyết định vội vã. Tất nhiên, về phần tớ thì không vấn đề gì, tớ chỉ muốn hai cậu được vui vẻ thoải mái thôi. Sống vì bằng hữu, phương châm cả đời của tớ đấy. Cóc nói luôn miệng trong bữa ăn trưa hảo hạng. Và quả đúng, cái gì trong nhà Cóc cũng đều vào loại hảo hạng cả. Nó lờ chuột sông đi, chỉ liên tiếp tấn công anh bạn chuỗi ngây thơ, như đùa nghịch một cây đàn hạt vậy. Với bản tính ba hoa và luôn biết đưa đẩy trí tưởng tượng, Cóc vẽ ra viễn cảnh của chuyến đi và thú vui của cuộc sống khoáng đạt bằng những sắc màu sống động lung linh, đến mức chuột chũi ngồi trên ghế mà cứ nhấp nha nhấp nhổm vì phấn khích, rồi không hiểu vì sao, chỉ thoáng chốc sau, cả ba dường như đã coi chuyện sẵn sàng lên đường là đương nhiên. Và mặc dù chuột sông vẫn còn chút hoài nghi trong suy nghĩ, nó vẫn để cái thiện tâm của mình vượt qua những phản đối do chính nó đặt ra. Nó không thể chịu được nếu phải làm thất vọng hai kẻ sắp xếp đâu ra đấy, từ thời gian biểu đến các biện pháp đề phòng sự cố, và còn lên kế hoạch sẵn công việc của từng ngày trong mấy tuần kế tiếp. Khi mọi người đã sẵn sàng, anh chàng Cóc giờ đắc thắng dẫn các bạn đến bãi thả ngựa và bảo họ điều khiển con ngựa xám già. Con ngựa này trước đây chưa từng được dùng đến, bị coi là đồ vô dụng, giờ được Cóc cắt cử cho công việc hứng chịu nhiều bụi bặm nhất trong chuyến viễn du, cũng hứa hẹn nhiều khói bụi này. Con ngựa rõ ràng là thích ở lại bãi thả hơn, nên quyết không để bị bắt. Trong khi đó, Cóc cho thêm những thứ cần dùng vào tủ, treo các túi đựng đồ ăn, túi lưới đựng hành, những bó cỏ khô và những cái giỏ lấy ở cuối xe lên. Cuối cùng, con ngựa cũng bị bắt giữ lại và được đóng yên. Ba người bạn lên đường, cùng rôm rã chuyện trò, đứa lững thững đi bên, đứa ngồi vắt vẻo trên càng xe. Hôm đó là một buổi chiều ráng vàng rực rỡ. Bụi đường tung lên theo bước chân chúng, xộc vào mũi hương vị hài lòng khó tả. Từ vườn cây ăn quả hai bên đường vọng ra tiếng chim lẫn lót. Mấy khách bộ hành đi ngang qua chúc chúng một ngày tốt lành, hoặc dừng lại khen chiếc xe đẹp đẽ. Lũ thỏ rút trong bờ dậu thò đầu ra, nắm hai chân trước lại trầm trồ. Nhìn xem, đẹp chưa kìa? Đến khuya, vừa mệt nhoài vừa vui thú đã đi được mấy dặm, chúng dừng lại ở một bãi cỏ hẻo lánh, xa chỗ các con vật khác, thả ngựa ra cho nó gặm cỏ. Chúng cũng ngồi xuống cùng nhau ăn bữa khuya giản dị. Cóc lớn tiếng nói về những dự định của nó cho mấy ngày sắp tới. Trên đầu chúng, những vì sao mọc lên sáng rõ hơn, và vầng trăng trắng ngà bất ngờ hiện ra lặng lẽ bầu bạn lắng nghe chúng nói chuyện. Cuối cùng, chúng vào ngã lưng trên những chiếc giường con trong xe. Cóc thò chân ra khỏi chăn, ngái ngủ nói: "Chúc hai cậu ngủ ngon nhé, đây mới đúng là cuộc sống dành cho các quý ông chứ lị. Giờ ta nói chuyện về dòng sông đi." "Tớ không kể về dòng sông đâu." Chuột sông nén lòng đáp. "Cóc ạ, cậu biết thừa là tớ sẽ không kể mà, nhưng tớ nghĩ về nó." Chuột sông thấp giọng bùi ngùi. "Lúc nào tớ cũng nghĩ đến nó." Chuột chũi thò tay ra khỏi chăn, tìm bàn tay chuột sông trong bóng tối và nắm chặt lấy. Nó thì thầm: "Chuột sông này, tớ sẽ làm bất cứ cái gì cậu thích. Sáng sớm mai chúng mình bỏ về nhé.
sớm tinh mơ ấy về cái hang cũ kỹ thân thương trên bờ sông, được không? Không, không, ta sẽ đi tiếp đến cùng, chuột sông thì thào đáp. Cảm ơn cậu lắm lắm, nhưng tớ phải trông chừng cóc cho đến hết chuyến đi này. Để cậu ấy lại một mình không an toàn đâu. Vả lại cũng chẳng lâu nữa đâu, những thú vui nhất thời kỳ cục của cậu ấy vẫn thế mà. Ngủ ngon nhé. Quả là chuyến đi còn kết thúc sớm hơn chuột sông dự đoán rất nhiều. Được hít thở không khí trong lành và gặp nhiều điều vui thú, cóc ngủ say tít thò lò. Sáng hôm sau, có lay gọi lôi kéo đến mấy nó cũng không ra khỏi giường. Chuột sông và chuột chũi đành ngán ngẩm lặng lẽ đi ra. Chuột sông tới thăm ngựa, nhóm lửa, rửa chén đĩa tối hôm trước, chuẩn bị bữa ăn sáng. Còn chuột chũi đi bộ mệt bở hơi tai đến ngôi làng gần nhất, cách đó khá xa, mua trứng, sữa và nhiều thứ cần thiết khác mà cóc dĩ nhiên đã quên không mang theo. Khi tất cả các việc nặng nhọc đã xong xuôi, chuột sông và chuột chũi mệt lứ đử ngồi phệt xuống nghỉ. Cóc thò cổ ra trông vui vẻ khỏe khoắn, thốt lên rằng chúng quả đang sống một cuộc đời nhàn nhã dễ chịu, bỏ mặc những ưu phiền, lo lắng, mệt mỏi của công việc linh tinh ở nhà. Hôm đó, chúng đã có một cuộc dạo chơi hết sức thú vị qua những thảo nguyên xanh tươi, những con đường nhỏ yên tĩnh. Cũng như hôm trước, chúng cắm trại trên một bãi cỏ. Chỉ có điều lần này hai vị khách chia rõ ràng phần việc cho cóc. Kết quả là, sáng hôm sau lúc tiếp tục lên đường, cóc nhất quyết chẳng lấy gì làm sung sướng hạnh phúc với sự đơn điệu của cuộc sống kiểu nguyên thủy này, nên ráng sức bám trụ trên giường. Chuyến đi tiếp tục theo những con đường nhỏ qua các miền quê. Chưa đến chiều, chúng đã ra tới đường cái, con đường cái đầu tiên mà chúng từng đặt chân tới. Ở đó, tai họa chóng vánh khôn lường đang rình rập. Cái tai họa làm chấn động chuyến viễn du, nhưng đơn giản lại làm bừng tỉnh những theo đuổi sau này của cóc. Chúng thông thả đánh xe trên đường cái, chuột chũi ngồi trên đầu ngựa và nói chuyện với nó. Chẳng là ngựa đã phàn nàn rằng nó bị bỏ mặc, không ai thèm đoái hoài gì đến nó. Cóc và chuột sông đi bộ đằng sau, đang nói chuyện, chí ít thì cóc đang nói, còn chuột sông đầu óc lãng đãng đâu đâu, thỉnh thoảng xem vào vài câu đại loại như: "Ừ, đúng thế đấy, mà cậu vừa nói gì nhỉ?" Đúng lúc ấy, chúng nghe thấy có tiếng rù rì văng vẳng, tựa như tiếng một con ong đang bay tới. Ngoảnh nhìn lại, chúng thấy một đám bụi nhỏ bao bọc một khối màu tối đang tiến về phía chúng với tốc độ kinh hồn. Đám bụi còn phát ra tiếng rùm rùm, nghe như một con vật khó tính gầm gừ khi bị trọng thương. Chúng hầu như không để ý gì đến đám bụi ấy nữa và tiếp tục câu chuyện dở dang. Bỗng trong chớp mắt, có vẻ là như vậy, khung cảnh thanh bình đột ngột bị khuấy động. Một luồng gió mạnh và âm thanh chói tai, chúng phải nhảy phát xuống cái hào nước gần nhất. Đám bụi lướt vù qua, tiếng pí po chói gắt đập vào tai. Trong khoảnh khắc, chúng trông thấy tấm kính loang loáng, lớp da dê thuộc đắt tiền. Một chiếc ô tô đẹp lộng lẫy vụt qua đầy quyến rũ. Người tài xế ngồi chăm chú nắm chặt tay lái. Trong tích tắc, chiếc xe cuốn lấy tất cả đất và không khí, nhả ra đám mây bụi mù mịt làm cho chúng tối tăm mặt mũi, rồi thoáng chốc chỉ còn là lớp bụi mờ xa xa, tiếng đồng vọng lại như bầy ong đang vo vo đôi cánh. Con ngựa xám già đương thủng thẳng kích bước và mơ màng nghĩ đến bãi thả yên tĩnh ở một nơi mới mẻ xa lạ, thì chợt giật mình dứt khỏi dòng suy nghĩ ấy. Nó lồng lên, quay ngoắt lại rồi lao đi, bất chấp những cố gắng của chuột chũi đang ngồi trên đầu nó, luôn miệng nói những lời động viên để làm con ngựa dịu lại. Con ngựa chồm giật kéo cái xe lao thẳng về phía hào nước bên đường. Nó thoáng lưỡng lự, rồi đâm một cú đánh sầm. Chiếc xe màu vàng chim hoàng yến, niềm tự hào và nguồn vui của chúng, làng bánh đổ nghiêng xuống hào nước. Chỉ
chỉ còn là một đống đổ nát vô phương cứu chữa. Chuột sông nhảy tưng tưng trên đường, bao nhiêu tức giận đều bùng nổ, đấm túi bụi vào không khí và thét lên. Đồ côn đồ, bọn vô lại, một lũ cướp đường, đi đứng bạt mạng thế hả? Tôi sẽ kiện, sẽ báo cảnh sát, tôi sẽ lôi các ông ra tòa. Nỗi nhớ nhà của nó đã trôi tuột đâu mất. Nó nhớ lại ngày trước, nó đã là thuyền trưởng một con tàu cũng màu vàng hoàng yến. Và con tàu đã bị mắc cạn vào một bãi cát do lỗi các thủy thủ bất cẩn. Và nó nhớ lại cả những lời mát mẻ cay độc nó từng thốt ra với những kẻ lái thuyền quá gần bờ, làm nước sóng lên ướt tấm thảm chùi chân nhà nó. Cóc ngồi thẳng cẳng trên con đường bụi mù, hai chân duỗi ngây đơ, nhìn chằm chằm không chớp theo hướng chiếc ô tô vừa biến mất. Nó thở gấp gáp, khuôn mặt ngây ra lộ vẻ thỏa mãn, chốc chốc lại khẽ lẩm nhẩm, bí po. Chuột chũi đang bệnh kìm con ngựa lại, phải một lúc nó mới chịu đứng yên. Rồi chũi quay lại xem xét chiếc xe đổ chống kền bên hào nước. Nó nhìn đầy xót xa nuối tiếc, những tấm ván và cửa sổ vỡ nát, trục xe cong lại không thể sửa chữa được, một bánh xe long ra, những hộp cá mòi bật nắp tung tóe khắp nơi, con chim trong lồng kêu thảm thiết đòi thoát ra. Chuột sông chạy lại giúp chuỗi, nhưng cả hai đứa chúng cố gắng hết sức vẫn không tài nào lật chiếc xe lại được. Bèn gọi, này Cóc ơi, lại giúp bọn tớ. Cóc không đáp nửa lời, cũng chẳng buồn nhấc mình lên, cứ ngồi y trên đường. Chuột sông và chuỗi chạy lại xem có chuyện gì xảy ra với nó. Chúng thấy Cóc ngẩn ngơ đờ đẫn, nở một nụ cười mãn nguyện, hai mắt vẫn đăm đăm dõi theo làn khói mù mịt của mấy kẻ phá hoại. Chốc chốc, nó lại lẩm nhẩm một mình, pí po, pí po. Chuột sông lắc mạnh vai nó, quả quyết hỏi, cậu có lại giúp bọn tớ không hả Cóc? Ngoạn mục đến không ngờ, Cóc tiếp tục lẩm bẩm chẳng buồn nhúc nhích. Chất thơ của chuyển đồng, cách ngao du đích thực, cách ngao du duy nhất, nay đây mai đó, làng mạc phố xá bị bỏ lại đằng sau, lúc nào cũng có một chân trời mới, hết sảy, hết sảy. Thôi đi Cóc, đừng có như con lừa thế, chuột chũi tuyệt vọng kêu lên. Cứ nghĩ rằng mình chưa bao giờ biết đến, Cóc tiếp tục giọng đều đều mơ màng. Cả những năm tháng lãng phí đã qua, mình chưa từng biết đến, còn chưa từng mơ tưởng. Nhưng bây giờ mình đã biết, giờ mình nhận thức được đúng rồi. Từ giờ phút này, một con đường trải đầy hoa đã mở ra trước mắt mình. Những đám bụi cuốn lên từ phía sau khi mình lướt đi trên con đường đầy táo bạo. Sẽ có bao nhiêu chiếc xe ngựa bị văng xuống hào nước trước uy lực tuyệt đỉnh của ta. Những cái xe ngựa hạ tiện gớm ghiếc, những cái xe ngựa tầm thường, những cái xe ngựa màu hoàng yến. Chúng ta phải làm gì với cậu ấy đây? Chuỗi hỏi chuột sông. Không gì cả, chuột sông đáp chắc nịch. Vì thực sự không có cái gì để làm cả. Thấy chưa, tớ biết tổng cậu ấy mà. Giờ cậu ấy như bị ma ám thế này thì làm được gì? Mỗi khi có một ý tưởng điên rồ mới là cậu ấy lại thế. Cậu ta sẽ như thế này trong vài hôm nữa. Đúng là con vật mộng du trong giấc mơ hạnh phúc và hoàn toàn vô dụng cho tất cả các mục đích thực tế. Cứ kệ cậu ấy, ta đi xem cái xe thế nào rồi. Chúng kiểm tra cẩn thận và thấy rằng dù có cố lật thẳng được chiếc xe thì cũng chẳng thể đi được nữa. Trục xe không thể sửa chữa được, còn cái bánh bị long ra đã vỡ tan tành. Chuột sông thắt chặt cương ngựa, một tay xách cái lồng nhốt con chim đang hoảng loạn. Nó dứt khoát bảo chuột chũi, đi thôi, phải mất 5-6 dặm mới tới được thị trấn gần nhất, mà ta lại phải đi bộ, đi sớm chừng nào hay chừng ấy. Con Cóc thì sao? Chuột chũi lo lắng hỏi khi chúng cùng lên đường. Ta không thể để cậu ấy tâm thần bấn loạn ngồi một mình giữa đường thế này được, thế không an toàn đâu, nhỡ có chuyện gì thì sao? Ôi dào, cứ kệ cậu ta. Chuột sông nhanh mặt, tôi biết phải làm gì. Ấy thế mà chúng mới đi được một đoạn đã nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp
đằng sau. Cóc đuổi kịp, chen vào giữa, ngoắc hai tay vào khuỷ hai tay bạn, vẫn thở hổn hển và nhìn trân trân vào khoảng vô định phía trước. Nào, nghe tớ nói đây cóc, chuột sông lạnh lùng nói. Tới thị trấn, cậu phải lập tức đến thẳng đồn cảnh sát, hỏi xem họ có biết gì về cái ô tô ấy không. Nó là của ai, rồi cứ việc thẳng thừng phàn nàn về nó. Xong cậu đến chỗ người thợ rèn hoặc người thợ sửa xe, thuê họ đi thu nhặt, sửa chữa và lật cái xe lại. Sẽ mất nhiều thời gian đấy, nhưng dù sao nó chưa đến nỗi là một đống phế thải. Trong lúc đó, chuột chuỗi và tớ sẽ đi tìm quán trọ, thuê mấy phòng dễ chịu một chút để ta ở lại chờ sửa xe, chờ cho thần kinh của cậu trở lại bình thường nữa. Đồn cảnh sát, phàn nàn, cóc mơ màng lẩm bẩm. Phàn nàn về khung cảnh thần tiên tuyệt mỹ mà mình vừa được diễm phúc chiêm ngưỡng ư? Sửa xe ngựa, mình không bao giờ dính dáng đến xe ngựa nữa. Ô chuột sông ơi, tớ không bao giờ muốn trông thấy hay nghe nhắc đến xe ngựa nữa. Làm sao cậu tưởng tượng được rằng tớ biết ơn cậu thế nào, vì đã bằng lòng tham gia chuyến đi vừa rồi. Không có các cậu thì tớ đã không đi, mà nếu thế thì chẳng bao giờ tớ được mục kích con thiên nga mỹ miều ấy, vầng hào quang ấy, tiếng sét kinh thiên động địa ấy. Không có các cậu, tớ cũng chẳng được nghe âm thanh kỳ diệu ấy, hay ngửi mùi hương mê hồn ấy. Tất cả là nhờ có các cậu, những người bạn tốt nhất của tớ ơi. Chuột sông ngán ngẩm quay lại nói với chuột chuỗi. Cậu thấy chưa, chứng bệnh của cóc đã thành thâm căn cố đế mất rồi. Tớ chịu thua đấy. Đến thị trấn ta sẽ ra ngay nhà ga, may mắn thì bắt được chuyến tàu về bờ sông trong đêm nay. Từ giờ cậu mà còn lôi tớ vào chuyến ngao du nào với cái đồ phiền phức bực mình này thì... Chuột sông khụt khịt mũi, và trong suốt phần còn lại của chặng đường bộ dài lê thế ấy, nó thẳng thắn bộc lộ những suy nghĩ của mình với chuột chuỗi. Đến thị trấn, chúng tới thẳng nhà ga, để cóc ngồi trong phòng chờ hạng hai, và cho người khuân vác hai xu để anh ta nghiêm ngặt trông chừng cóc. Rồi chúng gửi ngựa ở một quán trọ, tả cho người của quán trọ chỗ cái xe đổ và nói rõ những đồ đạc trong xe. Cuối cùng, con tàu chậm chạp cũng dừng lại ở một nhà ga gần dinh cóc. Chuột sông và chuột chuỗi hộ tống anh bạn cóc, còn đương hồn vía trên mây, ngủ gà ngủ gật tới tận cửa, lôi cậu ta vào nhà và dặn dò bác quản gia mang thức ăn đến, thay quần áo cho cóc rồi đặt cậu ta lên giường. Chúng lấy thuyền chèo xuôi dòng nước và mãi đến khuya lắc khuya lơ mới được ngồi xuống bàn ăn trong căn phòng ấm cúng bên bờ sông. Chuột sông cảm thấy hết sức bằng lòng thư thái. Hết chương 2.